Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cách để chúng ta đăng ký cái thẻ BK VPro cho máy tính của chúng ta để chúng ta quét và diệt virus cho máy tính của chúng ta. Thì đầu tiên thì mình sẽ sâu qua cái phần mềm này cho các bạn xem. Đây chính là cái ứng dụng BK VPro mới nhất thì mình đã cài sẵn rồi. Đầu tiên các bạn phải cài sẵn cái ứng dụng này để chúng ta đăng ký gia hạn, tức là khi chúng ta đã hết hạn chúng ta phải đăng ký lại từ đầu. Được bạn, đây chính là cái giao diện chính cái ứng dụng BK VPro. Đây, ở đây thì mình đã hết hạn rồi các bạn. Mình đã hết hạn ngày 23/7/2020. Và bây giờ để chúng ta gia hạn cho nó, chúng ta ấn vào cái nút bên dưới này là nút bản quyền. Ta kích vào đây thì ở đây mình đã hết hạn như các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình. Và tiếp theo thì chúng ta xem cái thông số ở đây, thì đây là cái địa chỉ mình đã đăng ký trước đây. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào đăng ký, chúng ta tiếp tục đăng ký gia hạn cho nó. Ta kích vào đăng ký thì ở đây nó sẽ hiện cái thông tin chúng ta cần điền vào. Thì mình sẽ điền cái thông tin của mình ở đây y chang như mình đã khai báo khi mà mình mua, vì ở đây mình mua trực tuyến. Đấy, khi mà mình shipper ship tới nhà thì mình kiểm tra hàng, sau đó mình nhập và gia hạn và mình làm cho bạn xem luôn. Ở đây là họ tên của mình, mình sẽ điền cho bạn xem và địa chỉ, số điện thoại. Đấy, còn một số thông tin mình xin được trả lại vì thông tin cá nhân của mình cũng không nên sao cho các bạn xem. Quan trọng là các bạn xem điền đầy đủ những cái thứ mà cần: địa chỉ, họ tên là mình ghi y chang như chứng minh của chúng ta, họ tên đầy đủ và địa chỉ chúng ta và số điện thoại của chúng ta đăng ký cái tài khoản này để chúng ta kích hoạt gia hạn cho nó. Thời hạn của nó là 1 năm. Rồi, số điện thoại thì 2 số giống nhau. Riêng ở phần Gmail này chúng ta có ta điền, không thì chúng ta để nguyên. Còn bên dưới này là mã đăng ký, tức là cái mã số thẻ mà chúng ta vừa cào xong, gồm có 12 mã thẻ, ta sẽ điền vào đây. Còn bên dưới này là cái mã nó đã ghi ở đây các bạn ạ. V3E34S này chúng ta cũng điền vào, sau đó chúng ta ấn đăng ký là xong, rất là đơn giản. Giờ mình sẽ ấn vào đăng ký để mình đăng ký. Ok, sau khi mình đăng ký thì nó sẽ bảo là cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng BK VPro. Đấy, chúng ta ấn vào đồng ý. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện tất cả các thông tin của chúng ta ở trên này. Đây các bạn, địa chỉ của mình. Đấy, tên khách hàng tức là của mình. Đây các bạn, ngày hết hạn là ngày 17/7/2021 và hôm nay là ngày 17/7/2020, còn 1 năm. Đấy, thông tin mà mình đăng ký vừa xong. Đây chính là cái bản quyền thật hay không thì đó, khi ta nhập lên thì nó sẽ hiện những cái thông tin như vậy. Đó chính là cái ứng dụng có bản quyền đã được gia hạn. Bây giờ mình quét cho các bạn xem. Hiện tại thì mình đang quét tất cả ổ cứng ở trên máy tính của mình cho các bạn xem. Ok, như vậy là cái clip chia sẻ của mình cũng xin được khép lại tại đây. Luôn tiện hôm nay thì mình có những cái hay ý đẹp thì mình chia sẻ cho các bạn biết, để các bạn từ mua trực tuyến cái thẻ BK Pro cho máy tính mà chúng ta không cần phải ra tiệm để chúng ta đăng ký, đặc biệt là trong mùa dịch ta ở nhà chúng ta vẫn mua và đăng ký trực tiếp tại nhà. Nếu các bạn thấy hay thì
thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm động lực để chia sẻ nhiều hơn những cái kiến thức hay cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.